Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc thủ đoạn dùng toàn cầu hóa để khống chế Việt Nam và các nước. Tạp chí Foreign Policy vào ngày 5 tháng 6 có bài viết của nhà nghiên cứu Matt Sutter đến từ Quốc hội Hoa Kỳ đề cập đến cái cách mà Trung Quốc đã biến quan hệ toàn cầu hóa thành công cụ của riêng mình ra sao. Quốc gia này đã trục lợi từ toàn cầu hóa như thế nào? Mở đầu bài viết, tác giả khẳng định đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã thúc đẩy các quốc gia tái kiểm soát mối quan hệ với Trung Quốc sau khi nước này cố gắng can thiệp vào đời sống chính trị, dân chủ bằng cách thức lừa đảo, cưỡng chế hay cám dỗ. Đây là hình ảnh, một màn hình ngoài trời tường thuật trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc ở Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Tác giả cũng chỉ ra sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các quốc gia dân chủ được đặc trưng bởi 5 yếu tố có mối quan hệ bổ sung cho nhau như sau. Thứ nhất là kinh tế Trung Quốc được sử dụng như một loại vũ khí. Thứ hai là nỗ lực chi phối mọi chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Thứ ba là mối liên hệ với giới tinh hoa. Thứ tư là hướng mục tiêu đến cộng đồng người Hoa. Và thứ năm là một xu hướng áp đặt các chuẩn mực độc đoán. Mỗi yếu tố này đều làm nên tiềm năng từ một chiến lược quan trọng khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tái sử dụng toàn cầu hóa như một động cơ nhằm gia tăng sức mạnh cho tham vọng bá chủ, tiến tới vai trò trung tâm của sân khấu toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định toàn cầu hóa liên kết với nhau như một động lực chính thúc đẩy sự phát triển của đảng. Và họ cũng cam kết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy tăng cường kết nối phần còn lại của thế giới thông qua trao đổi công nghệ và thương mại là một trong những chủ đề nhất quán của bài phát biểu và bài viết của nhà lãnh đạo nước này. Nhà nghiên cứu người Mỹ đã đi sâu và phân tích cụ thể từng cách thức mà Trung Quốc đã áp dụng để điều khiển thế giới và thống lĩnh toàn cầu. Đây là hình ảnh chụp màn hình tweet của ông Murray, giám đốc đội bóng rổ Houston thuộc Hiệp hội bóng rổ Mỹ. Thứ nhất, đó là sự sử dụng yếu tố kinh tế như một loại vũ khí. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tác động lên không gian chính trị của các quốc gia khác nhờ vào việc nước này giữ vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ toàn cầu. Các nhà nghiên cứu từ Viện Lowy đã phát hiện ra rằng vào năm 2001, hơn 80% các quốc gia có khối lượng thương mại với Hoa Kỳ lớn hơn so với Trung Quốc. Nhưng vào năm 2018, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 30%, với 2/3 số quốc gia có giao dịch với Trung Quốc nhiều hơn so với Hoa Kỳ. Vào năm 2001 là năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, một trong những tổ chức quốc tế quan trọng thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế. Nhờ vào sự hội nhập này mà kinh tế Trung Quốc có những bước nhảy vọt để rồi nước này dùng chính sức mạnh của mối quan hệ thương mại để thương lượng, mặc cả, đe dọa, răn đe các nước khác nhằm đạt được mục đích của mình. Vào năm 2010, sau khi Ủy ban Giải Nobel của Na Uy trao giải Nobel Hòa Bình cho một nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cắt giảm nhập khẩu cá hồi từ Na Uy trong 7 năm. Vụ việc đáng chú ý là một phần là do Ủy ban Giải Nobel Na Uy tổ chức đưa ra quyết định, không phải là cơ quan thuộc chính phủ Na Uy và các doanh nghiệp đã bị trừng phạt vì những điều mà họ không thể kiểm soát được. Hình thức trừng phạt tập thể này là một đặc điểm chung của sự tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm vào nhóm kẻ thù và nó thiết kế với mục đích khuyến khích tự kiểm duyệt tập thể, tức là nội bộ quốc gia các thành phần sẽ kiểm duyệt lẫn nhau để tránh một sự trả đũa lên tập thể. Hay trong một vụ việc khác, vào tháng 10 năm 2019, giám đốc Daryl Morey của đội bóng rổ Houston thuộc Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ NBA đã chia sẻ một dòng tweet thể hiện sự ủng hộ cho phong trào phản kháng dân chủ Hồng Kông. Kể từ đó, hoạt động kinh doanh của NBA tại Trung Quốc đi vào khủng hoảng trầm trọng. Các trận đấu của NBA đã bị ngừng phát sóng bởi truyền hình nhà nước. Các sản phẩm của NBA đã bị gỡ xuống trên các sàn thương mại trực tuyến, thậm chí chính phủ Trung Quốc còn yêu cầu NBA phải sa thải ông Daryl Morey. Chủ tịch NBA Adam Silver ước tính thiệt hại kinh tế cho giải đấu lên tới hơn hàng trăm triệu đô la. Và mặc dù Trung Quốc sau đó đã bị chính trị gia Hoa Kỳ chỉ trích nặng nề và NBA đã bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Morey đến cùng, nhưng thông điệp của Trung Quốc vẫn thể hiện. Kể từ khi tranh cãi, không có cầu thủ, lãnh đạo hay nhà lãnh đạo nào của NBA đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào ủng hộ người biểu tình Hồng Kông nữa. Và cách thức thứ hai mà Trung Quốc theo đuổi đó là nỗ lực chi phối mọi chủ đề có liên quan đến Trung Quốc. Đây là hình ảnh một phân cảnh trong bộ phim 7 năm ở Tây Tạng. Một ví dụ điển hình cho phương thức này là câu chuyện với Hollywood.
Vào năm 1997, hãng phim Hoa Kỳ đã phát hành bộ phim lớn trong số đó 7 năm ở Tây Tạng. Ngay sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngừng phân phối tất cả các bộ phim trong nước bởi các hãng phim vi phạm và thông báo rằng những bộ phim như vậy sẽ gây nguy hiểm cho các công ty kinh doanh tại Trung Quốc, bao gồm cả một công viên giải trí Disney được lên kế hoạch xây dựng ở Thượng Hải. Và sau khi đề xuất Henry Kissinger can thiệp để giúp công việc suôn sẻ hơn, thì Disney cuối cùng cũng được xây dựng công viên của mình tại Trung Quốc. Nhưng kể từ đó, không có bộ phim lớn nào của Mỹ miêu tả tiêu cực về Trung Quốc. Những bộ phim như phiên bản mới của Bình Minh Đỏ đã được viết lại để đặt ra các quốc gia khác, như Bắc Triều Tiên, một kẻ thù tiềm năng thay vì Bắc Kinh. Và thật vậy, nhiều bộ phim khác như Người về từ sao Hỏa hoặc là Ngày độc lập, Tái chiến hay là Cuộc chiến không trọng lượng đã nhắm mắt và đưa Trung Quốc vào một cái nhìn tích cực. Bằng cách đe dọa một trụ cột quan trọng trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của hãng phim Mỹ như Biệt đội siêu anh hùng 4, Hồi kết đã kiếm được một khoản đầu tư doanh thu toàn cầu trị giá 2,8 tỷ đô la từ thị trường Trung Quốc. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo kiểm duyệt mọi yếu tố bất lợi cho hình ảnh Trung Quốc và thay vào đó là một Trung Quốc với tư cách là một đối tác đáng tin cậy trong hợp tác quốc tế. Đây là một thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà có lẽ Liên Xô trong chiến tranh lạnh sẽ phải thèm khát. Và tiếp theo, cách thức mà Trung Quốc áp dụng đó là thiết lập mối quan hệ với giới tinh hoa. Đây là hình ảnh bản đồ mạng lưới dịch vụ toàn cầu của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã duy trì sự cai trị của mình với 1,3 tỷ người bằng cách giáo dục, kết nạp và ép buộc giới tinh hoa ngoài đảng, một quá trình mà họ gọi là mặt trận thống nhất yêu nước. Giới tinh hoa được đảng đặc biệt nhắm đến để bồi dưỡng bao gồm các tập đoàn tư nhân hàng đầu, doanh nhân, trí thức và học giả. Đảng Cộng sản Trung Quốc với quyền lực tối cao đã trao cho tất cả những tay trong này một vai trò mang tính toàn cầu và một vị trí ngày càng triển vọng. Một số cá nhân như vậy đã can thiệp vào chính trị của các quốc gia khác như Úc và New Zealand, theo những cách có vẻ có lợi cho Bắc Kinh. Và không có tay trong nào thể hiện rõ hơn những lợi thế của phương pháp này của Đảng Cộng sản Trung Quốc như tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Trong vòng chưa đầy 20 năm, mối quan hệ thân thiết của Huawei với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp họ phát triển thành nhà cung cấp thiết bị mạng 4G và 5G lớn nhất thế giới, hãng bán điện thoại thông minh lớn thứ hai và là người tham gia tích cực vào các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu. Tập đoàn này trên danh nghĩa là tư nhân có thể gây ảnh hưởng lên hệ thống thông tin tại các quốc gia dân chủ theo cách phù hợp với lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và sự hiện diện của Huawei ở nước ngoài cũng là một mặt tối hơn như sau. Nó đã bị cáo buộc khi hỗ trợ các công ty tình báo của Trung Quốc ở châu Âu và châu Phi và giúp cho chính phủ được bầu cử dân chủ ở châu Phi theo dõi các đối thủ chính trị. Đảng cũng đãi ngộ cho giới tinh hoa ở nước ngoài một cách hậu hĩnh. Các doanh nhân và chính trị gia nước ngoài quan trọng có thể thấy rằng sự ủng hộ của họ đối với mối quan hệ thương mại sâu sắc của Trung Quốc được đền đáp bằng những cơ hội kinh doanh hấp dẫn hoặc các vị trí quan trọng trong hội đồng quản trị của các công ty Trung Quốc. Và khi làm như vậy, Đảng có thể tận dụng vị thế, uy tín xã hội của những người này để kêu gọi hợp tác kinh tế sâu sắc bất chấp chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các chế độ chuyên chế khác như Nga có các công thức tương tự, nhưng chúng được coi là không hiệu quả như Trung Quốc do lực hấp dẫn được tạo ra bởi các cơ hội tài chính mà Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đáp ứng cho những người này. Và hướng mục tiêu đến cộng đồng người Hoa là cách thứ tư mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang theo đuổi. Đây là hình ảnh sơ đồ phân phối của cộng đồng người Hoa trên toàn cầu. Kể từ khi mở cửa ra thế giới bên ngoài vào năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng hết sức để tận dụng lợi thế của cộng đồng người Hoa toàn cầu, sử dụng cùng lúc một cách thực hành quen thuộc và thưởng cho những người biết nghe lời và trừng phạt những kẻ đối nghịch. Những chính sách này xuất hiện từ một thế giới quan, lấy nguồn gốc, xuất xứ là trung tâm, coi trọng sự trung thành với đất nước, bản quán hơn là sự gắn kết với cộng đồng quốc gia khác. Một vị tướng Trung Quốc đã khái quát khi ông nói với một thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ gốc Hoa rằng máu đặc hơn nước, máu Trung Quốc chảy trong cơ thể ông. Ông hiểu chúng tôi và ông biết rằng dù ông mang cờ quốc gia nào trên vai thì điều đầu tiên và quan trọng nhất, ông là người Trung Quốc. Lời kêu gọi của Đảng với sự đoàn kết dân tộc được củng cố bằng một thực tế hiển nhiên là tính hữu ích của một cộng đồng kết nối toàn cầu, cho phép tiếp cận các mối quan hệ, các nguồn quỹ, các tiến bộ công nghệ và nguồn nhân lực phong phú. Và Đảng này đã có những nỗ lực chinh phục lượng Hoa Kiều ở hải ngoại, mặc dù nhiều gia đình đã sống bên ngoài Trung Quốc trong nhiều thế hệ và không cảm thấy trung thành với chế độ cộng sản độc tài. Với nhiều chính sách tích cực để khuyến khích lòng trung thành kép,
đảng này đã đặt những Hoa Kiều vào một nguy cơ cao hơn khi họ đang phải đối phó hàng ngày với nạn phân biệt chủng tộc trong cộng đồng nơi họ đang làm việc. Và bảo vệ công dân khỏi sự ép buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải là mục tiêu chính sách của các quốc gia dân chủ. Những toan tính lộ liễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm sử dụng lực lượng Hoa Kiều giàu có để có thể gây ảnh hưởng không chính đáng đến các quốc gia khác như Úc và New Zealand đã khiến chính phủ của các nước dân chủ này phản ứng để bảo vệ chủ quyền của họ. Nhưng những động thái được xử lý kém có thể kích động chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tạo thêm khoảng cách với cộng đồng châu Á ở các nước dân chủ. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc quan tâm đến việc này, cũng như là họ không màng đến việc hiệu quả của việc nhắm mục tiêu đến cộng đồng người Hoa đối với nước khác. Và cách thức cuối cùng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện là xu hướng áp đặt các chuẩn mực độc đoán. Đây là hình ảnh Thủ tướng Malaysia Sarak và phu nhân Maso gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên tại nhà khách Trung ương Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 11 năm 2016. Một ví dụ cho cách thức này là vụ liên quan đến cựu Thủ tướng Malaysia Sarak. Đầu năm 2019, tạp chí Phố Quân đã tiết lộ về sự chấp thuận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với đề nghị liên quan đến vụ tham nhũng của chính phủ Malaysia vào năm 2016. Thay mặt Tập Cận Bình, các quan chức cấp cao của Trung Quốc đề xuất rằng các ngân hàng Trung Quốc sẽ cung cấp hàng tỷ đô la tài trợ để bảo lãnh cho khoản tài sản tham nhũng và kéo theo triển vọng đầu tư của đương kim Thủ tướng Malaysia. Trung Quốc cũng đã cung cấp cho chính phủ Sarak những thành quả về việc giám sát hoạt động toàn diện các phóng viên của tờ World, là một tờ báo Mỹ có trụ sở tại Hồng Kông. Những người đã tung ra nhiều câu chuyện liên quan đến khối đầu tư này để chính phủ Malaysia có thể xác định và vô hiệu hóa các nguồn của tạp chí này. Để đáp ứng lại sự giúp đỡ này, chính phủ Malaysia sẽ ký vào các dự án cơ sở hạ tầng, vành đai và con đường trị giá hàng chục tỷ đô la với các nhà thầu Trung Quốc. Mặc dù nỗ lực này đã bị phá vỡ bởi chiến thắng bất ngờ của một liên minh dân chủ trong cuộc bầu cử ở Malaysia, ông Sarak và những người khác bị truy tố sau đó, nhưng mô hình và bản chất của thỏa thuận được đề xuất cho thấy rõ sự hấp dẫn của hệ thống toàn cầu hóa theo kiểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những kẻ chuyên quyền trên toàn thế giới. Một ví dụ khác đến từ Ecuador là các quan chức đã ký một hợp đồng với nhà cung cấp công nghệ giám sát của nhà nước Trung Quốc Hikvision để xây dựng một hệ thống giám sát video trên toàn quốc. Hệ thống này được sử dụng để theo dõi và đe dọa các đối thủ chính trị. Hay tại Venezuela, các quan chức đã yêu cầu ZTE, một công ty công nghệ nhà nước khác của Trung Quốc, xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia toàn diện về công dân. Thông tin của Citizen sau đó đã được gắn với một thẻ nhận dạng điện tử được sử dụng để từ chối các nhà bất đồng chính trị truy cập vào các dịch vụ công cộng. Và trước những thách thức mà Trung Quốc triệt để lợi dụng từ quá trình toàn cầu hóa, tác giả cũng kêu gọi bảo vệ những thành quả của hệ thống này, những cơ chế nâng cao phẩm giá con người bằng cách cho phép khả năng sáng tạo và hợp tác của loài người. Các quốc gia dân chủ sẽ cần phải hợp tác với nhau trong nỗ lực hợp tác xuyên chính phủ trên mọi lĩnh vực, kinh doanh, học thuật, khoa học, công nghệ, và sự hợp tác này cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de vào ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020 với bản tin Trung Quốc thủ đoạn dùng toàn cầu hóa để khống chế Việt Nam và các nước lân bang. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn là những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.